Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật ngày 2 tháng 12 năm 2018, đến với VTV sáng nay là chương trình tìm hiểu về Healthcare, y tế cộng đồng với Chủ tịch cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thành Đốn. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi tin tức quan trọng có liên quan đến Obamacare, Medicare và ghi danh bảo hiểm sức khỏe do võ thanh nhân thực hiện với anh Bob lý Chủ tịch cộng đồng Việt Nam tại Hoa Thành Đốn. À, kính chào chúng tôi là võ thành nhân và đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc với lại anh lý thanh phi bảo là chủ tịch cộng đồng người việt ở tại vùng thủ đô hai thành đốn à, maryland, virginia và washington dc à, chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi nhằm tìm hiểu về à, những cái deadline có nghĩa là những cái hạn chót mà chúng ta phải à, ghi danh để mà chúng ta có được những cái bảo hiểm đặc biệt những cái bảo hiểm rất là cần thiết cho đời sống của chúng ta và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi à, trước hết à, xin được kính chào anh, anh bảo Dạ, yeah, xin chào nhân uh, xin chào quý vị khi mà chúng ta nói lần là, là deadline thì sắp tới ngày December 7 và ngày December 15 có nghĩa là ngày 7 và ngày 15 tháng 12 yeah. có hai cái hạn rất là quan trọng để mà chúng ta phải ghi danh để bảo hiểm. Dạ, yeah. à, thì trước hết thì nói về cái individual market Obamacare hay là mình muốn mua bảo hiểm individual thôi thì cái deadline là 15 tây tháng 12 rồi sau đó nữa thì có Medicare. Medicare những người nào mà họ ghi danh vô mấy cái advantage plan đó uh, thì cái deadline là 7 thì tháng 12 là cái đó là coi như tuần sau thứ sáu tuần sau là hết hạn đó nên quý vị chú ý đó, nếu mà muốn thay đổi những cái chương trình advantage của mình đó qua cái chương trình khác thì phải ghi danh uh, 7 tây là cái ngày chót để ghi danh. Và khi mà chúng ta nói tới cái ngày 7 tháng 12 đó để mà chúng ta ghi danh đó thì những cái chuẩn bị gì và chúng ta phải liên lạc như thế nào và đây là cái chương trình cho tất cả những tiêu bang ở tại Hoa Kỳ yeah. chứ không chỉ riêng tại Maryland, Dạ dạ đúng. Thì giờ uh, yeah, nói về Medicare thì họ có cái supplement plan như Advantage plan thì supplement plan họ có thể ghi danh hàng tháng. Uh, nhưng những người nào mà muốn vô cái Advantage plan đó thì cái thời gian mà ghi danh chỉ là 15 tây tháng 10 tới 7 tới tháng 12 thôi mà nếu mà họ không thay đổi cái chương trình của họ trong cái thời gian đó thì họ phải đợi năm sau cái Open enrollment họ mới có thể thay đổi chương trình yeah. Còn Supplement? Uh, supplement thì họ có quyền uh, ghi danh hàng tháng nhưng mà quý vị phải nhớ là cái Supplement của quý vị quý vị phải mua cái Part D là coi cái phần thuốc riêng thì cái phần thuốc đó là uh, thuộc vào, vào cái Advantage thuộc vào cái thời hạn của cái Advantage Plan thì là à, 15 tây tháng 10 tới 7 tây tháng 12 là cái thời gian đó mình có quyền thay đổi cái phần part D của mình cái cái chương trình mà bao thuốc đó. Đó, tại họ theo cái luật của Advantage nhưng mà nếu mà có cái supplement ờ uh, plan 8 F uh, I mean to N uh, thì uh, cái uh, mỗi tháng mình có quyền thay đổi Yeah. và chúng ta được biết rằng là hiện nay chính phủ của liên bang đặc biệt cái thời tổng thống trump ấy, thì cái income có nghĩa là cái mực cái, cái lợi tức của bình quân trong gia đình đó thí dụ ừ. gia đình ba người bốn người thì yeah. hiện nay cái chỉ số của nó à, thấp xuống mà không cần phải đi làm nhiều lên để mà đúng cái cấp số để mà chúng ta được cái Obamacare thì những người đó sẽ được Medicare thì như vậy là cái tin tức chính xác là như thế nào vậy yeah. thưa bảo? Thì bây giờ uh, phải nhớ là Obamacare nó có hai hai phần nếu mà tiểu bang của mình á, là state run hay là federal thì nó có hai cái 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 guideline khác nhau. Bây giờ đi nói đi về federal đi uh, thì bây giờ thí dụ uh, Virginia là federal uh, 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 marketplace thì họ theo cái uh, theo cái, cái cái income ví dụ một người là 12.140. Ok. Nhưng vì uh, tiểu bang Virginia họ có cái Medicaid Expansion Program thì vì cái income nó phải khác. Ok. Uh, cái income nó lên tới 16.755. Đó, uh, cho single thì uh, quý vị nhớ là chứ chân cái tiểu bang nào mà có cái Medicaid Expansion á, cái income nó khác nha. À, cũng có sự thay đổi đó của mấy tiểu bang à, năm nay à, nên vậy cái income của mình năm vừa rồi mà single mà, à, mà cần 12.140 đó bây giờ nó đổi thành 16.755 nhưng mà nó cũng được một cái là nếu mà mình không có đủ tiêu chuẩn à, mấy cái tiêu chuẩn đó thì mình có thể xin Medicaid tại vì, uh, hồi, hồi trước giờ nếu mà, mà tiểu bang mà không có cái Medicaid expansion đó, họ chỉ cho Medicaid cho những người nào mà uh, disabled hay là uh, những người mà uh, uh, pregnant uh, những người có bầu uh, mấy, và uh, mấy đứa nhỏ dưới 19 tuổi thôi nhưng giờ, nếu mà mình có cái Medicaid expansion đó thì bây giờ ai cũng có thể xin thì cái điều kiện là mình phải ở nước Mỹ hơn 5 năm thì họ sẽ cho cái đó mà cái tiền lương của mình không đủ vô Obamacare họ sẽ cho uh, cho mình cái Medicaid cái điều kiện ở nước Mỹ 5 năm nó là standard cho tất cả các tiểu bang hay là chỉ cho một vài tiểu bang ở nói uh, nó là nó là standard đó, uh, nhưng cũng có một hai tiểu bang hình như họ có là 3 năm uh, uh, nhưng standard là 5 năm năm uh, mình phải ở uh, ở cái tiểu bang đó thường trú của Thôi, tiểu bang năm dạ, uh, năm rồi họ mới cho mình uh, cái Medicaid dạ yeah. yeah và hiện nay thì gia đình bốn người ở tại Virginia mà income cái 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 mực của nó khoảng bao nhiêu nếu thì... mà bốn người á, ở Virginia đó là phải cần 34.640 mà nếu mà là mình làm dưới cái, cái cái income đó đó thì mình có thể vô xin Medicaid mà quý vị phải nhớ là medication thì mình phải không có tài sản nhiều nè, mình không có cash value life insurance, nhà băng mình không có nhiều tiền, lỡ mà mấy cái điều kiện đó mà không có mình cũng không xin được Medicaid uh -huh. đó, đó nên vậy à, là, là quý vị phải nhớ mấy cái vấn đề đó mà nhiều khi mình xin Medicaid, nhiều người họ nói tôi bị deny, tôi họ không cho. nói thật sự nếu mà quý vị có đầy đủ điều kiện để vô đó thì uh, họ sẽ cho nhưng mà nhiều khi mình không bổ sung nhiều về đầy đủ giấy tờ thì nếu mà có xin Medicaid tới thẳng Social Security xin thì nó nhanh nhất chứ đừng có về điền đơn thiếu cái này thiếu kia thì họ sẽ không có cho mà cái chỗ mà nhanh nhất là là chúng ta phải biết được cái 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 nơi mà chúng ta đi vào để mà chúng ta xin để mà chúng ta có thể trực tiếp nói chuyện với lại những người social worker yeah. tức là để cho họ giúp mình. Dạ đúng. Tới đó họ cần bổ sung cái gì thì có đầy đủ cho họ luôn. Tại vì nếu mà họ coi cái hồ sơ mình mình thiếu đó, họ đóng cái hồ sơ đó, hình mình, gợi, họ mình gửi họ gửi cái bị, thơ, mình... rồi sau đó mình gửi giấy tờ lại thì nó họ mới khui ra cái hồ sơ nên vậy nó mới lâu. Còn mình tới thẳng social security đó theo cái luật là trong vòng 30 chục ngày họ phải trả lời cho mình. Đó à. nhưng mà mình không bổ sung giấy tờ theo cái ý, thời gian mà họ uh, cho mình á thì mình sẽ không có được uh, cái Medicaid Tức là hiện nay đó là những người đang những người có một số người um, thường của người, cộng đồng của mình là họ dùng online tức là yeah. họ apply online thì yeah. như vậy nó có nhiều cái bất lợi nếu mà nó thiếu cái giấy tờ dạ, yeah, dạ đúng với có một cái là thiếu giấy tờ hay là họ cần chứng minh thêm thêm cái gì đó mà mình không có đó thì cái thời gian mà nó approve mình nó rất là lâu tức là Rồi, không phải là 30 ngày dạ đúng đó, mà nó có thể gửi cái thơ nói là deny tại vì họ cho mình thí dụ 30 ngày để đợi, bổ sung những cái giấy tờ đó mà mình không có họ cho deny nhưng mà không có đủ lý do để mình vô Obamacare Yeah. tại vì là mình không bổ sung giấy tờ giấy tờ chứ không phải là mình không uh, 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 là mình không có, có, có khả năng để vô Medicare. Yeah. dạ yeah. xin được cảm ơn bảo yeah. à, kính thưa quý vị vừa rồi là phần 1 của chương trình tìm hiểu về uh, vấn đề làm thế nào để chúng ta có bảo hiểm sức khỏe đặc biệt vấn đề medicare Medicaid và vấn đề obamacare à, chương trình của chúng tôi sẽ được tiếp tục trong phần 2.